Là một người chơi xe đạp, bạn không thể không nắm hết những thương hiệu xe đạp hàng đầu thế giới và đặc điểm của từng loại xe của các hãng. Vậy có những thương hiệu xe đạp nào nổi tiếng? Hãy cùng Xe Đạp Xanh điểm qua top 10 thương hiệu xe đạp hàng đầu thế giới theo The Active Time nhé. Và nếu có ý kiến đóng góp gì, vui lòng comment phía dưới cho Xe Đạp Xanh biết nhé. Một, Trek. Nổi tiếng với những dòng xe đạp leo núi và xe hỗn hợp cho nhiều nhu cầu đi khác nhau, hãng xe nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ Trek xứng đáng đứng trong hàng ngũ hãng xe đạp hàng đầu thế giới. Được thành lập năm 1976, Trek được nhiều người biết đến với các dòng xe chất lượng cao, giải quyết những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp của người đi xe đạp, vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu với những dòng xe xanh, những chiếc xe giải quyết những vụ tắc đường của những siêu đô thị, và cả những chiếc xe giúp chăm sóc sức khỏe của người đi. 2. Sansa. Được thành lập năm 1982, mục tiêu của Sansa là sản xuất ra được những hãng xe phục vụ cho những cuộc hành trình khám phá của những người ưa mạo hiểm và thích khám phá những vùng đất mới. Sansa nổi tiếng với những thương hiệu xe đạp leo núi hàng đầu như Sansa Mukluti, Sansa Hostip XX1 và Sansa Fagotti. Công ty hiện vẫn đang dẫn đầu trên thị trường các dòng xe đạp leo núi. 3. Jamis. Tác phẩm đầu tay của làm nên thương hiệu của Jasmine Earth Cruiser ra đời vào năm 1979, và từ đó hãng luôn khẳng định vị trí của mình trên thị trường xe đạp hỗn hợp của thế giới. Các dòng xe mà Jamis sản xuất luôn đứng trong top selling của tất cả các cửa hàng xe đạp trên toàn thế giới, bởi những xe đạp của Jamis phục vụ được nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng người đi xe, do đó rất được ưa chuộng. 4. Specialized. Là nhãn hiệu xe đạp của những sự sáng tạo và cải biến mang tính đột phá trong ngành công nghiệp xe đạp. Từ khi thành lập năm 1981 đến nay, hãng luôn không ngừng theo đuổi sự phát triển những công nghệ mới sử dụng trong những chiếc xe đạp vốn được nghĩ là một phương tiện thô sơ. Hãng chính là kẻ đi trước với những công nghệ mới phách và việc ứng dụng đưa carbon vào việc chế tạo khung xe đạp. Bạn có thể thấy cái tên Specialized trong bất cứ các top xe dẫn đầu nào trên thị trường. 5. Surly. Mặc dù mới ra đời vào năm 1998, nhưng Surly đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường xe đạp trên thế giới với những dòng xe tốc độ và fixie, dòng xe đạp hoàn toàn mới với việc không sử dụng phanh trong quá trình di chuyển mà dựa vào việc dừng đạp xe hoặc quay ngược vòng đạp xe. Các dòng xe đạp của Surly vẫn sử dụng chất liệu thép truyền thống trong các dòng xe đạp của mình nhằm giữ được sự cân bằng cho chiếc xe đạp cùng sự bền vững cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Surly là thương hiệu hàng đầu được nhiều cửa hàng xe đạp ưa thích vì các sản phẩm của hãng đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người dùng với các mục đích như xe đạp du, xe chở hàng và các loại xe off-road khác. 6. Giant. Được thành lập năm 1972 tại Đài Loan, đến nay Giant đã trở thành một trong những thương hiệu xe đạp hàng đầu thế giới với những dòng xe đạp leo núi và xe đạp hỗn hợp. Các thiết kế xe đạp của Giant luôn được đánh giá cao về thiết kế đẹp mắt và tiện dụng phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Giant cũng là hãng giúp cho khung xe nhôm kết hợp khung sợi carbon được phổ biến trên thị trường với mức giá phải chăng mà nhiều người có thể tiếp cận được. Xe đạp của Giant rất phổ biến ở Việt Nam, do nó phù hợp với địa hình tại Việt Nam, đồng thời mức giá của các xe đạp của Giant cũng khá mềm nên phù hợp với túi tiền cơ bản của người chơi xe đạp tại Việt Nam. 7. Bianchi. Nhãn hiệu xe đạp đến từ Hoa Kỳ nổi tiếng với công nghệ Counterveil, hệ thống phanh dừng kết hợp trong xe đạp. Các xe đạp đua của Bianchi rất thân quen với những người đi xe đạp đua và Bianchi Infinito CV của Bianchi được bình chọn là một trong những xe đạp của năm 2014 bởi Road CC. 8. Cannondale. Ra đời năm 1983, Cannondale mang đến cho thị trường những dòng xe đạp đua đường trường cực ấn tượng. Từ khi ra đời đến nay, Cannondale đã thu được nhiều thành tựu to lớn với việc các xe đạp của hãng luôn giúp các tay đua đạt giải cao trong các giải đua xe đạp, như năm giải vô địch Giro d'Italia Maya Rosa. Các xe đạp của Cannondale cũng được những người đi xe đạp bình chọn là một trong những nhãn hiệu xe đạp Cyclocross, một môn thể thao đua xe đạp vượt chướng ngại vật hỗn hợp được yêu thích nhất. 9. Soma. Đi ngược với những chiếc xe đạp đua với tốc độ thần thánh của các hãng sản xuất xe đạp khác thì Soma Lai tìm cho mình một hướng đi mới với việc phục vụ tích cực cho nhu cầu đi xe hàng ngày của những tay đua. Điểm nổi bật ở bất kỳ chiếc xe đạp Soma nào là đẹp, tiện dụng và dễ đi, như chính mục tiêu mà hãng đề ra ban đầu cho mình là tạo ra những chiếc xe không phải từ cảm hứng mà từ sự tận tụy phục vụ cho người đi xe, để khiến việc đi xe đạp trở nên dễ dàng như việc nhai một chiếc kẹo cao su.
10. Servolo. Hãng chuyên sản xuất xe đạp đua tốc độ Servolo được thành lập năm 1995 bởi hai kỹ sư để tạo ra những chiếc xe đạp có tốc độ nhanh nhất có thể. Năm 2014, các xe đạp của Servolo được cả hai nhà xếp hạng hàng đầu của Mỹ là American Cyclery và Fitfair bình chọn là một trong 40 chiếc xe đạp tốt nhất năm 2014. Hiện hãng đang sản xuất chủ yếu 3 dòng xe đạp bao gồm R Series, S Series và P Series. Tất cả các dòng xe đạp của hãng đều được làm từ khung carbon và có được tốc độ ánh sáng, được nhiều tay đua cừ khôi ưa thích.